Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho anh chị bạn cách xem lại nhật ký cuộc gọi chúng ta đã gửi đi và chúng ta đã nhắn tin cho ai nha. Thì hôm nay Vương xin chia sẻ video này và chúng ta có thể là xem lại tất cả các loại sim để mà chúng ta có thể là kiểm tra lại chúng ta đã từng gọi cho ai và nhắn tin cho ai. Thì đối với sim Mobifone thì chúng ta sẽ vào cửa hàng CH Play. Đối với Android và hoặc là App Store đối với iPhone. Thì hiện tại mình sử dụng iPhone và nếu mà sim Mobifone thì chúng ta sẽ gõ vào thanh tìm kiếm là My Mobifone và chúng ta tải về nha. Còn sim Vina là chúng ta sẽ dùng My VNPT. Còn nếu mà sim Việt Nam Mobile thì chúng ta sẽ gõ là Việt Nam Mobile đây. Còn nếu mà sim Viettel à My Viettel đó, My Viettel này. Hiện tại bây giờ mình sẽ làm trên cái sim Viettel, mình sẽ là gõ thanh là My Viettel và các bạn nào chưa tải thì các bạn tải, còn Vương đã tải rồi thì giờ Vương sẽ bấm mở nha. Đó thì tại đây chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản số điện thoại của chúng ta, đăng nhập vào cái số Viettel đây, đây là cái số điện thoại của Vương, Vương đã đăng nhập vào rồi và mình sẽ bấm vào đây, mình đăng nhập và mình sẽ bấm vào cái chỗ tra cứu này, mình sẽ tìm cái thông tin dữ liệu của mình đã gọi điện thoại hay là nhắn tin cho ai nha. Mình sẽ bấm vào cái phần tra cứu thì cái lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái tháng này, tháng 3 hay tháng 4 gì đó, những cái tháng nào mà chúng ta đã gọi đi và chúng ta sẽ bấm vào đây, đây là cước gọi nội mạng hoặc ngoại mạng này, và cái mục thứ hai là cước gọi tin nhắn nội mạng hay ngoại mạng này, còn đây là data hay là dịch vụ gia tăng thì mình sẽ bấm vào đây nha, bấm vào đây và lúc này chúng ta sẽ xác nhận lại cái mã OTP nó sẽ gửi tới số điện thoại rồi, thì chúng ta sẽ bấm là hoàn tất nè, đó sẽ thấy được cái cuộc gọi chúng ta đã gọi đây nè, rồi mình sẽ thoát ra, mình sẽ chọn là cái tháng này, cái tháng 3 là nó nhiều hơn nè, rồi tháng 3 mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ xác nhận lại. Đó, chúng ta thấy không? Những cái cuộc gọi quá nhiều luôn các bạn ơi. Đó. Chúng ta đã gọi đi nè, đó. Thì cái đây là trên cái danh bạ thì chúng ta lưu có ai thì chúng ta đã biết rồi đấy nha. Đó. Đó. Chúng ta thấy được chi tiết tất tần tật những cuộc gọi đi của chúng ta, nó sẽ được hiển thị lên tại đây nha các bạn ha. Còn chúng ta muốn xem cái tin nhắn thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô tin nhắn đây. Đó, thì tin nhắn thì Vương ít nhắn tin thôi, Vương sẽ nhắn có một hai số đây. Đây. Thì nó sẽ hiển thị lại tại đây nha. Tất cả các thuê bao chúng ta đều làm như vậy nha các bạn ha. Vâng, bây giờ là Vương vừa chia sẻ cho anh chị các bạn cách xem lại cái nhật ký cuộc gọi đi hay là nhật ký có tin nhắn đã gửi. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.